Đền Đô hay còn gọi là Đền Lý Bát Đế, cổ Pháp điện được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, ngày nay nằm ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền được dựng trên nền đất mà khi xưa vua Lý Công Uẩn đăng quang và trở lại thăm quê hương. Theo sử sách, dân làng Đình Bảng đã cho xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua. Khi vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi kế vị vua cha, ông đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự vua cha. Từ đó, đền trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý sau khi băng hà. Đến nay, đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý gồm Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đến thăm đền Đô, quý khách sẽ được thưởng thức những làn điệu quan họ của các nền anh nền chị, hát trên thuyền rồng, trên hồ Bán Nguyệt và Thủy Đình. Xin mời quý khách. Yeah.
chúc quý vị một ngày du xuân luôn tràn ngập niềm vui. Và để liên tục chương trình, xin mời toàn thể đồng hồ và quý vị khách quý, chúng ta cùng đến một bài hát quan họ cổ. Đây là một bài hát đặc trưng của các điển anh nhìn chị quan họ. Khi mà ở dưới thuyền thì anh hai anh ba quan họ chúng em được xin kính tặng toàn thể quý vị với câu hát gọi đò không thấy đò thưa, càng chờ càng đợi càng chưa tuyến đò, mái chèo quẩy sóng lơ thơ, dạt dào câu hát đợi chờ đò ai. Cấp từ tình cảm của anh hai anh ba quan họ xin gửi bằng câu hát. Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Trải qua thời gian dài cùng chiến tranh tàn phá, đền đô được tu sửa và mở rộng nhưng vẫn theo đúng hình dáng và kiến trúc ban đầu.
Kiến trúc của Đền Đô có sự kế thừa phong cách cung đình và dân gian được kết hợp hài hòa, chạm khắc tinh xảo, nằm trong khuôn viên rộng hơn 31.000 m². Cổng vào nội thành Đền Đô gọi là Ngũ Long Môn, với hai cánh cổng có chạm khắc hình năm ông rồng. Mỗi khi cánh cổng này mở ra sẽ như rừng hình rồng bay vút lên cao. Hai bên cánh chính nội thành Đền Đô, phía bên trái ghi bức cuốn thư chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ với đúng 214 chữ, ứng với 214 năm vị trị vì của 8 đời vua nhà Lý. Phía bên phải là bài thơ hào hùng nổi tiếng như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt. Trung tâm của khu nội thành cũng là trung tâm đền, chính điện. Chính điện gồm phương đình, nhà vuông, 8 mái, 3 gian, rộng đến 70 m². Phía sau ngôi chính điện là nhà hậu cung, rộng 220 m², nơi đặt ngai thờ, bài vị và tượng của 8 vị vua nhà Lý. Khu ngoại thất đền Đô gồm nhà vuông, nhà chủ tế, nhà kho, nhà khách và đền vua. Thờ Lý Chiêu Hoàng còn gọi là đền Rồng. Hai bên tả hữu đền Đô là nhà thờ quan văn, quan võ tiêu biểu nhất. Trong suốt 216 năm của vương triều nhà Lý, nhà văn chỉ ba gian trồng diêm diện rộng bên trái khu nội thành thờ Tô Hiến Thành và Lý Đạo Thành. Những quan văn đã có công lớn giúp nhà Lý. Nhà võ chỉ có kiến trúc tương tự nhà văn ở bên phải khu nội thành thờ Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Đào Cam Mộc và những quan võ tài lược. Phía đông đền có nhà bia, nơi đặt cổ pháp điện Tạo Bì. Tấm bia đá này cao 190 cm, rộng 103 cm và có độ dày là 17 cm, được khắc năm Giáp Thìn 1605. Bia được chạm khắc tinh xảo, chán bia có hình nưỡng long chầu nguyệt, mặt trăng tròn vo được chạm nổi, xung quanh có hình tượng hào quang tỏa chiếu. Lòng bia khắc 35 dòng chữ Hán, có xen kẽ một số chữ Lôm, tổng cộng chừng 1.500 chữ. Ở ngoại thất đền Đô có nhà Thủy Đình. Thủy Đình rộng 5 gian, có kiến trúc trồng diêm 8 mái, 8 đao cong được làm bằng gỗ lim chắc chắn, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nhà Thủy Đình nằm trên hồ Bán Nguyệt, được nối với sân chính bằng chiếc cầu đá. Nhà Thủy Đình từng được ngân hàng Đông Dương xưa chọn làm hình ảnh in lên giấy 5 đồng vàng. Đền Đô được chính phủ công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 154 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25 tháng 1 năm 1991. Năm 2014, nơi đây cùng các khu lăng mộ của các vua nhà Lý được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đền Đô với kiến trúc độc đáo có giá trị về nghệ thuật, nơi linh thiêng hội tụ linh khí của đất trời và là nơi nhân dân đến đền cầu phúc, mang trong mình một giá trị lịch sử văn hóa đậm nét của vương triều Lý nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Người dân về với Bắc Ninh ghé thăm đền Đô, thả hồn mình cùng những tổ tiên ta dựng nước, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc. Kính thưa quý khán giả, Bình Phạm FTB vừa giới thiệu với quý khán giả một số hình ảnh về đền Đô qua chuyến du lịch tâm linh của đoàn du khách ở huyện Lục Ngạn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại.